Gói giải cứu trị giá 4,9 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha dành cho ngân hàng đang gặp khủng hoảng BES được đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chưa phải là kết thúc tốt đẹp cho ngành ngân hàng Bồ Đào Nha nói riêng và ngân hàng châu Âu nói chung. Chỉ mới vài tháng kể từ khi Bồ Đào Nha ra khỏi chương trình cứu trợ của EU và IMF, và đây sẽ là kỳ thanh tra đầu tiên sau chương trình cứu trợ để xem nước này có thể tự đứng vững được hay không. Tuyên bố được đưa ra từ Lisbon, một chương trình giải cứu ngân hàng Banco Espírito Santo được công bố cách đây vài tuần, đã dấy lên nhiều lo ngại về sự tồn vong của ngân hàng này. Phản ứng của chính phủ Bồ Đào Nha được đánh giá cao và phần nào hạ nhiệt lo lắng của thị trường, nhưng chuyên gia Tom Vosa đến từ ngân hàng National Australia Bank thì không cho rằng đây là một kết thúc tốt đẹp. Đó là một giải pháp cho Bồ Đào Nha và cho ngân hàng này, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn rằng ngoài BES thì các ngân hàng khác liệu có đang gặp phải tình trạng tương tự về việc thiếu vốn hay không, và có phải nếu như khu vực tư nhân không thể tiếp tục thì chính phủ sẽ sẵn sàng nhảy vào ứng cứu. Trong tuần trước, cổ phiếu của BES đã giảm tổng cộng 75%. Ngân hàng này cũng vừa công bố khoản lỗ kỷ lục lên tới 3,6 tỷ euro. Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha vừa công bố kế hoạch cứu nguy ngân hàng Banco Espírito Santo, gọi tắt là BES, bằng gói cứu trợ trị giá 4,9 tỷ euro và sẽ chuyển hoạt động nhận tiền gửi và phần lớn tài sản của BES về ngân hàng Novo Banco. Trong khi đó, ngân hàng tiếp quản BES là Novo Banco đang được đánh giá kinh doanh khá tốt tại Bồ Đào Nha. Cổ phiếu của Novo Banco tăng đến 89% trong tháng 6 vừa qua. Chúng tôi quyết định chuyển giao mọi hoạt động nhận tiền gửi và phần lớn tài sản của BES cho Novo Banco, đảm bảo quyền lợi của mọi khách hàng. Mặt khác, các hoạt động yếu kém hiện tại của BES sẽ bị tạm ngừng, kể cả chi nhánh của BES tại Angola. Các cổ đông dù lớn hay nhỏ cũng sẽ phải chia sẻ một phần khó khăn này của BES, tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với kế hoạch này. Quyền lợi của người gửi tiền và người mua trái phiếu cấp cao sẽ được bảo vệ, trong khi đó cổ đông và người nắm trái phiếu cấp thấp sẽ phải gánh các khoản tài sản nhiều vấn đề nhất trong ngân hàng xấu, như các khoản cho vay chi nhánh cùng thuộc tập đoàn Espírito Santo và cổ phần của nhà băng trong công ty tại Angola. Theo lời hứa của chính phủ Bồ Đào Nha, khoản viện trợ sẽ trích từ ngân sách và số tiền bù vào sẽ lấy từ hoạt động kinh doanh tốt của BES. Tuy nhiên, khó ai có thể nói được khi nào thì BES sẽ có lợi nhuận trở lại và các hoạt động kinh doanh được coi là tốt đó thực chất tốt đến đâu và trị giá bao nhiêu. Điều này khiến nhiều nhà phân tích lo ngại cuộc khủng hoảng của riêng ngân hàng này có thể khiến nền kinh tế mong manh của Bồ Đào Nha càng điêu đứng hơn. Mặt khác, vụ việc của ngân hàng lớn thứ hai Bồ Đào Nha đã dấy lên lo ngại về sức khỏe của các ngân hàng châu Âu, cũng như nguy cơ bùng nổ khủng hoảng ngân hàng trong khu vực. Tại Đức, Deutsche Bank đang thuộc diện đang điều tra của giới chức ngân hàng. Tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết, cơ quan điều tra muốn xác định xem đồng CEO Anzuzan có hành động thao túng lãi suất hay không. Chưa kể, ngân hàng HSBC của Anh thì lại đang chịu áp lực từ giới chức ngân hàng quốc tế về những cáo buộc tương tự.